Xin chào các anh chị đại sứ. Ở video này thì em sẽ hướng dẫn các anh chị truy cập vào hệ thống CRM để có thể giúp các anh chị lấy đường link để chia sẻ cho cộng tác viên đăng ký dưới hệ thống của mình, và từ đó cộng tác viên có thể lấy được cái đường link để chia sẻ về cái khóa học phễu ngày 9 và ngày 10. Đầu tiên các anh chị hãy truy cập đường link ở phía trên đầu trang web. Đây là cái hệ thống mà bộ phận support của công ty đã gửi cho các anh chị đại sứ để các anh chị có tài khoản và đường link truy cập vào hệ thống CRM của mình. Sau khi các anh chị truy cập vào đường link ở trên web phía trên đầu thì các anh chị hãy điền đầy đủ thông tin email và mật khẩu mà bộ phận support của công ty đã gửi cấp tài khoản cho các anh chị. Sau đó các anh chị nhấn vào phần đăng nhập. Và sau khi nhấn phần đăng nhập xong thì các anh chị đại lý có thể là vào trong phần link giới thiệu. Đó, thì các anh chị sẽ nhìn thấy cái đường link chia sẻ của riêng các anh chị đã là đại lý. Thì các anh chị nhấn vào sao chép và gửi đường link này đi. Nó đây là mã riêng của các anh chị đại sứ. Và nếu như mà các anh chị muốn tuyển cộng tác viên của mình và muốn cộng tác viên của mình cũng gửi được đường link đăng ký và có mã riêng của cộng tác viên thì các anh chị nhấn vào phần sao chép. Và sau đó gửi đường link này đi cho cộng tác viên của mình đăng ký. Đường link của tác viên thì sẽ có là affiliate.iva.vn. Đó, đây là mã của các anh chị, mã riêng đại lý của anh chị. Sau đó các anh chị hãy sao chép đường link này và gửi cho cộng tác viên của mình đăng ký. Ví dụ như là em đã sao chép cái đường link tuyển cộng tác viên của anh chị, sau đó em gửi cho một cộng tác viên khác để họ đăng ký, thì đây, trên này chính là mã của các anh chị. Tiếp theo thì cộng tác viên sẽ cần phải đăng ký cho mình một cái tài khoản. Ví dụ như là em sẽ đăng ký một cái nào. Em đăng ký một tài khoản là test 2 đi. Đó, anh chị hãy điền đầy đủ thông tin. Và đây chính là mã đại lý của các anh chị. Thì mặc định là khi anh chị gửi đường link thì nó sẽ là cái mã của riêng các anh chị. Sau đó là cộng tác viên cần phải điền email. Đó, ví dụ như là em sẽ điền một cái email. Đó, có cộng tác viên thì cần điền mật khẩu. Xác nhận mật khẩu. Sau đó là các anh chị sẽ nhấn vào phần đăng ký. Và cộng tác viên thì cần phải vào cái email này và nhập cái mã OTP đã được gửi đến. Đó, ví dụ như là em vào phần email. Đây, các anh chị có thể có khoảng cách. Đó, sau đó là như vậy là cộng tác viên thì đã có một cái tài khoản riêng cho cộng tác viên. Thì đây chính là thông tin của cộng tác viên em vừa mới tạo đây ạ. Đó, và sau đó thì cộng tác viên sẽ truy cập vào cái hệ thống của riêng của cộng tác viên dưới mã đại lý để truy cập vào phần đường link affiliate, sau đó lấy mã khóa học, lấy cái đường link khóa học đó bằng cách nào vào cái đường link, vào cái mục affiliate, đường link affiliate. Sau đó nhấn vào chọn gói, nhấn vào khóa K3. Sau đó nhấn vào sao chép. Và đây chính là đường link mã của cộng tác viên dưới mã đại lý của các anh chị. Đó, thì các anh chị hãy gửi thông tin cho cộng tác viên của mình đăng ký. Và sau khi cộng tác viên đã truy cập vào hệ thống ấy, thì sẽ truy cập ngay đường link này, gửi cái đường link này cho khách hàng của cộng tác viên đăng ký. Ví dụ như là em sao chép cái đường link của cộng tác viên rồi. Thì đây chính là cái landing page riêng cho cộng tác viên mà có mã của cộng tác viên ở đây ạ. Và sau đó khách hàng sẽ điền đầy đủ thông tin để đăng ký khóa học ở dưới này. Đó.